Xin chào quý khách hàng nha. Thì trước mắt quý khách hàng đây là phiên bản Isuzu B7 model 2022 mẫu mới nhất tại thị trường Việt Nam nha. Thì cuối cùng thì nó cũng đã có mặt tại Isuzu Lộc Phát. Nó nằm ở khu phố 4 phường Tân Hiệp Biên Hòa Đồng Nai. Thì quý khách hàng nào mà có nhu cầu mà muốn tham khảo xe cũng như là muốn trải nghiệm lái thử thì cứ ghé bên Nam để bên Nam sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng nhé. Ở phiên bản này thì giá niêm yết của nó khoảng là 900, chưa tính giảm giá từ đại lý cũng như là nhà máy nha. Thì hiện tại chương trình trong tháng 7 cũng như là đầu tháng 8 này là sẽ được khuyến mãi là cam hành trình, cảm biến áp suất lốp và bộ lọc không khí nha. Thì Nam sẽ quay sơ cho các bác coi về cái option xe này có trang bị những cái gì. Đây, form dáng mới nhất, model hiện tại nhất và sau 2 năm đã có mặt tại thị trường bên Thái Lan thì bây giờ nó mới xuất hiện tại Việt Nam. Đó, phiên bản số sàn cho các bác nào mà quan tâm chạy dịch vụ kết hợp với đi gia đình hoặc là mua đi gia đình, các bác thích option số sàn thì có thể tham khảo qua bản này nhé. Form dáng 7 chỗ rộng rãi, tiện nghi. Thì trước mắt quý khách hàng đây là đèn pin LED projector có giải đèn LED 60 ngày. Đèn pin LED này là Isuzu Lightning nha. Có chế độ chiếu sáng theo tải trọng nha. Phía trước mặt ga lăng là có chữ nổi Isuzu nè, Isuzu. Mạ rôm ở phía dưới thì có mặt ga lăng to bản hay làm mà 2 tầng như này. Nhìn khá là thể thao và hầm hố nha. Ở phiên bản số sàn thì nó sẽ không có cảm biến xung quanh xe, mà các bác nào mà muốn nắp thì vẫn ok, vẫn có thể lên được nhé. Đây, phía dưới có đèn gầm. Đèn gầm này là đèn sương mù nha các bác. Đèn sương mù thì nó cũng sử dụng là đèn pin LED hết nha, cũng khá là tiện nghi. Đây, tiếp đến là về phần mâm của chiếc xe Isuzu B7 này là được sử dụng là mâm 17 inch nha các bác, 17 inch. Đây thông số này 255/65:17. Thì ở trước mâm này thì nó sẽ dễ vệ sinh hơn nhé, dễ vệ sinh hơn và cái độ vang từ lốp vào trong khoang xe là cũng ít hơn hẳn nhé khi mà mình chạy đường bê tông. Phía trước và phía sau thì đều sử dụng hệ thống là thắng đĩa nhé. Về khoảng sáng gầm của chiếc xe số sàn này là 230 nhé, khoảng sáng gầm là 230, cũng khá là cao nhé. Tiếp đến là về phần gương chiếu hậu. Đây, gương chiếu hậu thì cũng mạ màu bạc theo xe và tích hợp để LED sinh nhan trên đây. Nhìn nó thiết kế nó nhỏ gọn hơn và cái góc quan sát khi mà sinh nhan nó sẽ tốt hơn nha. Một cái điều mới ở phiên bản Isuzu 2022 là cái gạt mưa này sẽ tích hợp là xịt nước trên gạt mưa này luôn nha, chứ không có phải là vòi xịt như ở phiên bản cũ 2021. Đây, về kính lái thì hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nó sẽ là màu đen nha. Cái này thì xe này bên Nam chuẩn bị ra cho khách nên là đã dán phim rồi, nên các bác nhìn thấy cái màu nó sẽ đồng nhất với nhau. Đây là phía dưới cái viền này sẽ là mạ rôm này, nhìn nó sang trọng và nhìn nó sáng hơn chiếc xe ha. Tay nắm cửa là mạ màu theo xe luôn. Phía dưới bản 7 chỗ thì chắc chắn rồi, sẽ có 7 bước chân lên xuống. Đây là góc quay phía sau đuôi của chiếc xe Isuzu B7. Bản B7 này thì nó có đuôi nước gió phía sau rồi. Nhìn chiếc xe nó khá là thể thao. Cái đoạn này nó sẽ bầu hơn một xíu. Thì bầu hơn thì ở hàng ghế thứ ba là sẽ được ngả lưng tốt hơn, cũng như nó rộng rãi thoải mái hơn nha. Một cái điều hay ở phiên bản Isuzu B7 là cái đèn hậu phía sau này, nhìn thiết kế nó nhỏ gọn và nhìn nó sắc sảo hơn nha. Đèn halogen và có giải đèn LED ở đây, nhìn tăng cái thẩm mỹ cho xe cũng như là cái góc quan sát của người đi sau á thì nó sẽ tốt hơn. Có chữ MUX ở đây ha. Bản B7 thì ký hiệu của nó là B7 phía đây. Đó. Nhưng mà các bác coi phía dưới thì mình sẽ có bánh sơ cua và cái ống xả nó cũng tinh chỉnh, nó sẽ tốt hơn này. Đó, nhìn nó nhỏ gọn hơn nha, nó không quá thô như ở những phiên bản cũ. Đó, Nam lướt nhanh về phần nội thất, phần ngoại thất. Rồi, đây các bác nào cần màu bạc thì nó sẽ hình thù như này nha.
Tiếp đến thì Nam sẽ quay cho các bác coi về phần ngoại thất phía trong. Về phần ngoại thất thì ghế chủ đạo sẽ là màu nâu và đi chỉ trắng nha. Đây nó có cái viền mạ này, khá là đẹp ha, tỉ mỉ, nhìn nó thiết kế nó sang trọng hơn. Và ở phần ghế chứa hậu này mình sẽ có gập điện và chỉnh điện luôn nha. Đây, hàng ghế dành cho bên tài, cho tài xế là cũng bọc da hoàn toàn ha, chất liệu da cao cấp, nhập khẩu nguyên chiếc mà. Đây là tất cả các chi tiết trong đây đều là nhập khẩu nguyên chiếc luôn ha, đi theo xe hết. Ở phần này thì nó sẽ có một điểm nó khác biệt, nó sẽ chỉnh tay thôi nha. Còn nhưng mà ở phiên bản 2021 thì ghế tải nó là chỉnh điện 6 hướng ha. Ở bên bản này thì không hiểu sao mà nhà máy làm chỉnh tay, không rõ nữa. Đây, trên mặt táp lô đây là nó ngày xưa là nhựa PVC nha, còn bây giờ nó là làm bằng da như thế này rồi, khá là cao cấp hơn nha các bác. Phía dưới này mình có cổng điều hòa, bật điều hòa phía sau ha. Đây, mở nắp capo, xe số sàn, rồi hệ thống chân côn ga thắng. Ở trên vô lăng thì chiếc xe Isuzu MU-X này thì sử dụng là vô lăng 3 chấu nha. 3 chấu thì có sẵn là các phím bấm ở trên vô lăng này, tăng giảm âm lượng, đoàn thoại rảnh tay. Và phía trên số sàn thì có cả cái ga tự động, vi control luôn ha. Màn hình giải trí trung tâm thì không có. Nhưng mà ở bản này thì bên Nam đang nâng cấp cho khách là lên màn hình Covat rồi. Các bác tham khảo thử cái màn hình này trên thị trường nhé. Giá cả nó cũng phải chăng mà nó cũng sử dụng khá là tiện ích đấy các bạn. Ở phía dưới thì có cụm điều hòa chỉnh tay ha, gió rồi hướng gió. Đây, một số các hệ thống đổ đèo, cân bằng điện tử. Đây, hộp số sàn 6 cấp. Thì cái hộp số sàn này thì Nam thằng thấy cái lẫy số này nó cũng giống như phiên bản số sàn này. Nam chạy phiên bản này rồi thì Nam cảm giác nó cũng khá là bốc. Ok đấy, vô lăng thì cũng khá là nhẹ. Phanh tay điện tử và có ầu tiêu hao luôn. Ở phiên bản B7 này thì mình sẽ sử dụng chìa khóa cơ nha các bác. Sử dụng chìa khóa cơ này. Rồi. Đây, trên gương chiếu hậu. Trên gương chiếu hậu phía sau thì có làm này, nó có thể điều chỉnh nha, sát bật ban ngày được như này ha. Ở các bác khi mà các bác gắn cái màn hình Covat này thì nó sẽ có cái cam hành trình ở phía trước này luôn nha. Giá dao động nó khoảng tầm 6 đến 7 triệu rồi đấy. Phía trên trần. Ở phiên bản này Nam đánh giá là cái phần nội thất thì nó sang trọng, nó tỉ mỉ này, nó đẹp hơn này. Và ở hàng ghế thứ hai và thứ ba nó ngồi bên trong khoang xe nó khá là rộng rãi luôn nha. Đây, cửa phía sau này. Hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai đây. Có bệ tỳ tay đàng hoàng nha. Có bệ tỳ tay ở hàng ghế thứ hai luôn. Đó. Tiện nghi không các bác? Ở hàng ghế thứ hai này nó chỉ là gập một chạm nhá. Và hàng ghế của mình là hàng ghế cố định chứ không có trượt được nha các bác. Không có trượt được. Đó, nó gập cố định một chạm nhưng sẽ như thế này. Phía sau đây thì tất cả các phiên bản của MU-X thì đều có cổng sạc 220V, 150W và hai cổng sạc Zigbee đây ha. Đó, sạc điện thoại, pin điện thoại các kiểu cũng tiện ích ha. Ngồi 3-4 người, hết pin 3-4 người thì sạc qua cổng này. Cũng khá là dễ. Ở đây thì nó có cái móc để đồ, treo đồ phía sau này. Mát là 4kg nha. Đó, bật cái này ra là móc ở đây ha, cũng tiện nghi. Rồi, ở hàng ghế thứ ba một cái điểm khá là hay ở phiên bản Isuzu MU-X B7 này, các bác chạy dịch vụ khóa rất thích, đó là hàng ghế thứ ba là sẽ ngả lưng được. Cái này chỉnh ngả được nha các bác. Rồi để hộc nước này, và nó liền luôn nha các bác. Hai cái bản này liền luôn này. So với phiên bản B7 2021 ấy, thì nó ở giữa này nó có một cái hộc, như vậy thì nó sẽ tốn diện tích hơn. Ở hàng ghế thứ ba này là diện tích thì nó thoải mái, rộng rãi hơn nha. Các bác ghé coi xe để trải nghiệm xem cái độ nó rộng rãi nó như thế nào nhé. Cái nhiều khi giờ nghe ông Nam nói thì cũng chưa thể tin được. Đây. Cốp hàng ghế thứ hai mình sẽ là chỉnh bằng ti đẩy nhá, chứ không có là cốp điện. Cốp điện thì chỉ có bản duy tịch thôi. Đây, phía sau mình có hộc để đồ và cũng có một cái cổng sạc 12V 120W đây, có mở đèn ở phía này nữa. Tiện dụng đấy. Vẫn chi mấy chi tiết này vẫn là kéo dây rồi gập phẳng xuống nha các bác. Vẫn phẳng xuống. Thì Nam có quay vài cái video rồi đấy.
thì cũng khá là đấy, đập thẳng xuống này, nhìn nội thất rộng rãi không các bác. Hộp đè đồ thì ở phía này, tay quay với con đội thì sẽ nằm ở khúc này ha. Phía dưới đây thì nó sẽ có một cái hộp nhỏ như thế này đấy, kể các bác chứa đồ. Ngày xưa là phải mua cái hộp này, nhưng bây giờ là có theo xe rồi, cũng khá là ok. Này, thiết kế thêm một số các móc dàn đồ ở đây nữa, tiện dụng nha các bác. Isuzu rất là thực dụng nha, rất là thực dụng vì là sử dụng dễ dàng này, rồi bảo hành bảo dưỡng cũng lâu, chi phí phụ tùng thay thế cũng rẻ nữa. Các bác cứ yên tâm về cái dòng xe này nhé. Rồi thì bên trên là tất cả những cái gì mà Nam quay cho các bác coi. Các bác cần thắc mắc hay là cần hỗ trợ thêm gì thì cứ liên hệ với Nam qua số hotline là 0355 282528 để Nam hỗ trợ nhá. Rồi đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Nam nhé. Các bác giá báo giá thì các bác cứ alo cho Nam, số điện thoại trên màn hình đấy. Đây phiên bản B7, còn đây là phiên bản B7 Loop. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video sau nhé.